Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác và hôm nay là ngày 16 tháng 11 tức là thứ năm giữa tuần thì em làm cái video này để khui hàng và báo giá cho cho các bác năm chiếc đầu DAC hiện vừa về ngày hôm kia thì để vào phần video chi tiết thì ngày hôm qua thì cũng có một bác bác đã đoán trúng thì bác đã đoán trúng số 31 của cái tờ tiền 1000 thì bác cái tên YouTube của bác là Ngọc Thanh Nguyễn 7987 thì em đã nhắn tin lại là chúc mừng bác đoán chúng bác liên hệ em để nhận quà thì phần quà là một chiếc USB 64G thì cái số 31 đây ạ thì bác xem được video này thì uh, liên hệ với em theo cái số uh, điện thoại và cũng là số Zalo cho em xin địa chỉ số điện thoại để em gửi quà cho bác nhé đấy và tiếp tục cái chương trình uh, đoán hai số để tặng quà thì hôm nay em vẫn đoán uh, cho các bác là hai số đầu của cái tờ tiền 5.000 mà em đã che đi thì phần quà nó là một cái bộ ổ phích của Zawa Đấy, ra qua này gồm có 6 lỗ và dây của nó dài là hơn 3 mét này fix xịn sò các bác nhé đấy thì các bác sẽ bình luận cho em hai số đầu của cái tờ tiền 5.000 vào video này thứ hai cho em xin nút like đi like video và thứ ba bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 11 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng những cái sản phẩm giải mã báo giá và khui hàng và hiện tại thì cái loạt hôm thứ ba thì bên em có về được hơn chục chiếc đầu DAC thì hôm nay còn năm chiếc thì em sẽ khui nốt ra và em sẽ báo giá cho các bác và hiện tại thì shop em vẫn còn rất nhiều những mẫu DAC từ độc lập từ network audio hay đầu MD hay là CD giải mã cao cấp bên em vẫn có đầy đủ hết từ những con phun thùng shop và những con không có thùng đấy thì bây giờ thì em sẽ khui những cái chiếc đầu này ra các bác nhé Vâng thì tất cả những chiếc đầu DAC, bên shop em về thì 100% là đi đường bay Như con CD giải mã cao cấp Marang 14S1 Con này về trong tình trạng là full thùng xốp đấy ạ đấy. Con này full thùng xốp ạ đấy, Rất chi là đẹp này Và con Marang SA8005 Con này cũng, con này không có thùng nhưng mà con này đóng rất cẩn thận nhé Bên Nhật họ đóng rất cẩn thận này rất nhiều bìa cắt tông đó. Marang SA8005 Và tiếp đến nữa là một con đầu à... Con này hình như là Con à... chơi music server Của à, Đờ Lông Đờ Lông DNP 720 SE Con này là con music server Con chơi uh, USB chơi Apple Lay Chơi ổ cứng các thứ Và con này thì là con bảy uh, 700 còn con này là con D3 MXD D3 bên em về hàng bên em về nó toàn báo như này thôi ạ đấy thì năm à, chiếc này thì bây giờ em sẽ dỡ ra các bác nhé và em sẽ báo giá chi tiết cho các bác từng model một ạ vâng và em cũng đã khui hết năm cái món hàng này ra rồi bây giờ em sẽ báo giá chi tiết từng từng chiếc đầu DAC một các bác nhé và để vào phần đầu tiên thì hôm nay em cũng giới thiệu đến các bác hai chiếc đầu à, Tascam và con Sony, hai con đầu MD giải mã 24 bit. Con Tascam 301 cơ 2 con này màu đen và có nguyên cả hai cái tai ở để bắt vào tổ rách. Và con là hai con này đều là hai con phòng thu các bác nhé Và con ở trên là con Sony MDS E58. Con này thì nó mất hai cái tai rồi. Hàng bên shop bên Nhật về chứ không có tai. Đấy. Rất đẹp ạ. rất đẹp mặt mũi rất đẹp các bác nhé con ba một mk hai cũng vậy và hai con này thì là ổ md của nó thu phát ghi xóa cực kỳ tốt các bác nhé thu phát ghi xóa cực kỳ tốt giải mã 24 mươi bit không cần đĩa môi và em cũng báo giá luôn hai chiếc này là em bán đồng giá nhá 3 triệu bảy một chiếc đấy các bác ba triệu bảy một chiếc ạ và đằng sau của hai chiếc này đây em quay về đằng sau cho các bác ạ Con E58 thì con này nó có số series là 202108 Make in Japan điện 100V 13W 50-60Hz Và dây nguồn cũng là dây nguồn zin Đấy Dây nguồn có cả chữ soli này Và con E58 này thì nó có một đường quang vào một đường đồng trục một đường quang ra đồng trục ra AV vào AV ra Đấy, Rất chi là đẹp ạ Còn con 301 MK2 thì nó có số series là 13W 50-60Hz điện 100V số CD của nó là 0350345 máy được nó ráp tại China nhưng con này là con bản phòng thu có đường ba lăng in này à, quang vào này quang ra này AV ra AV vào này AV ram ni này và con ba MK2 này thì con này các bác nhé con này thì chỉnh được uh, uh, chuyển được cầu điện về 230V hoặc là 120V con ba này một MK2 này ở bên trong máy nó có cái nút chuyển cầu điện đấy còn bên em bán thì em sẽ để nguyên điện 100V Nếu bác nào mà yêu cầu chuyển thì à, Mua chốt hàng xong thì em mới chuyển Còn không em cứ để 100V ạ Đấy hai chiếc này Đồng giá là 3 triệu 7 000, các bác nhé Và hai chiếc này có size đều là size 43 Còn cái chiếc 301 này thì cái tai của nó là các bác có thể tháo ra được Đây nó có mấy cái ốc để tháo được Các bác không thích các bác tháo ra và hai chiếc này thì bên em sẽ tặng cho các bác một đĩa MD, một dây quang, một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng mỗi một đổi 1 Sony MDSE58, con này thì nó là màu màu ghi đậm. Đấy nó kiểu màu nông chuột, còn con 301 MK2 thì là con này là màu đen. Đấy các bác thích con nào thì thì mua. 3 ,7 triệu 7 các bác nhé, đồng giá nhé Và tiếp đến nữa thì em cũng giới thiệu đến các bác một chiếc đầu à, Chuyên chơi music server của Đờ Lông Với mã model là Đờ Lông 720 SE Thì con này lâu lắm là em cũng về được một con đẹp xuất sắc ạ à. Con này con này thì nó nó không có đường quang giải mã nhé Nhưng con này đọc độ USB này Dùng app điều khiển này Chơi uh, kết nối iPhone, iPod, iPad qua nỗ USB đằng trước này Hoặc kết nối với điện thoại uh, của Apple qua chương trình uh, Apple Air, Play chơi music server sở cho các app như là Spotify hay là Tidal con này máy nó về nó gồm có khiển xịn này Và một dâu anten và một sợi dây nguồn Máy rất đẹp ạ Và con này nó có một cái đặc biệt là Nó có một đường quang ra Đấy, Nó có một đường quang ra để cho các bác chơi giải mã Chơi ra một chiếc DAC, thuần DAC để Các bạn là giải mã hoặc có đường analog là thẳng âm đi Đây là râu anten Và con này được sản xuất vào năm 2014 Điện 100V 18W 50 60 hz Số CD của nó là 402 335 5428 Đấy Rất chi là đẹp ạ Và con này bên em bán là 5 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé 5 triệu 500 nghìn đồng Thì con này bên em bán ra tặng cho các bác một USB 32GB 1 dây AV Đấy con này thì con này là chuyên chơi music server em thường gọi nó là một con music server tiếng con này cực kỳ hay Đấy. Vâng và tiếp đến em giới thiệu đến các bác một chiếc đầu Sony ZM700 Con này thì máy về màu vàng Và hiện tại thì em cũng còn mấy con màu vàng ở trên trên giá kia Đấy. Thì con này thì có số series là 251265 Máy mic in Japan điện 100V 11W 50 trên 60 hz Và dây nguồn cũng là dây nguồn zin Và con này thì nó có hai đường quang vào một đường đồng trục, một đường quang ra, AV vào, AV ra máy mặt phay nhôm màu vàng đẹp xuất sắc ạ rất chi là đẹp ạ, đây em quay cận cảnh cho các bác. con này thì uh, giải mã là giải mã 24 bit và không cần đĩa mồi nhé các bác nhé, ổ md thu phát ghi xóa cực kỳ tốt. con này thì em cũng có cái nhiều video giới thiệu về chiếc đầu z700 uh, này rồi. thì uh, con này thì em bán là uh, 4 triệu 500 nghìn đồng tặng cho các bác một uh, dây quang, một uh, dây AV, một đĩa MD và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nỗi một đổi một. Và tiếp đến đó là một cái model mà cũng lâu lắm rồi, bên em mới về, đó là model đen Sony MXDD3. Con này về trong tình trạng đẹp như mới các bác nhé nắp nâng của nó đây. Rất chi là đẹp ạ. À. Nguyên tem này, hai tem giá mặt máy này. Con này là một con giải mã 3 trong 1 CD md và giải mã 24 bit không cần đĩa mồi và nó có hai cái chức năng là ghi từ CD sang md bằng nút 2 và nút nô no man và ổ md này thu phát ghi xóa cực kỳ tốt và khi giải mã có thể chỉnh được volume to nhỏ và con này thì được sản xuất trực tiếp tại Nhật 100v 18w 50 trên 60 hạt số CD của đó là 200 550 dây nguồn cũng là dây nguồn ZIN ạ và con này nó chỉ có một đường quăng từ TV vào một đường AV RAM một đường AV vào ạ rất chi là đẹp các bác nhé và con này thì đợt này nó về thì nó không có khiển theo đầu thì không có khiển thì em sẽ bán cái giá là nó không có khiển còn nếu mà có khiển thì con này nó phải trên 7 triệu cơ con này không có khiển thì bên em sẽ bán là 6 triệu 700 nghìn đồng đẹp xuất sắc luôn các bác ạ Sony MXDD3 nó có chức năng sao chép thu nhanh này Đấy. 6 triệu 700 nghìn đồng bên em sẽ tặng cho các bác là một à, đĩa CD phono một đĩa MD một dây quang một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nỗi một đổi một Đấy. rất chi là đẹp nắp nưng đây nguyên tem dám mặt máy ạ Đấy. và đến là tiếp đến nữa là một cái mô đen à, Marang dòng à, à, gọi là dòng này dòng trên cả cao cấp rồi con Marang SA14S1 thì con này thì hàng Việt Nam, hàng 230V Việt Nam đang bán là 75 triệu đồng. Và con này bên em là về trong tình trạng là hàng hàng nước, hàng trưng bày ở siêu thị. Nguyên thùng, thùng và máy là trùng series. Thì con này nó được sản xuất vào năm 2018 có số series của nó là 6 số cuối là 000514. Này thì em quay cái thùng cho các bác. 000514 máy và thùng là trùng series thùng tuy nó cũ rồi nhưng mà nó rất đẹp nhá nó cứng cáp ở trong có cả xốp nữa và cái con này thì nó là một cái mô đen cao cấp thì nó sử dụng con chip DSD con này giải mã tần số tín hiệu 32 bit và DSD lên tới 11,2 và nó sử dụng con chip là DSD 1792 và con chip PCM 99211 mặt của nó đây ạ và con này nó nặng là 17 kg các bác nhá. 17 kg nặng máy không thôi. mặt phay nhôm này. Đây là có hai cái giải đèn nét rất chi là đẹp ạ. Nó là một con Super Audio CD SA14S1. Đây là chiếc điều khiển zin của nó mã là RC001PMSA. Và chiếc dây nguồn đây, dây nguồn đây, dây nguồn xịn sò này, sách hướng dẫn này. Sách hướng dẫn zin này. Dòng cao cấp thì sách cái chữ ma đăng nó mạ vàng này Và con này thì nó có cả đường USB Đọc USB đọc ổ cứng này Đấy Giải mã đọc đĩa CD Đọc tất cả các đĩa CD trên thị trường Việt Nam Và giải mã qua 3 đường Quang, đồng trục và USB DAC Và con này nó có đường AV Và nó có một đường Quang, Quang ra Và Cosian ra Và thông số kỹ thuật con này thì nó là 37W Điện 100V 50 60 hz Máy mic in Japan Rất chi là đẹp ạ à. Con này đẹp xuất sắc luôn Theo đánh giá của em thì nó đẹp không có một vết nào ạ à. Hai bên của nó là Hai bên nưng của nó là hồi nhôm này Máy màu vàng Mặt nhôm Hai bên nưng là hồi nhôm Và con này thì Bên em bán giá đợt này cực kỳ tốt cho các bác nhé Tất cả các chức năng nó hoạt động hoàn hảo Một trong những con CD cao cấp con này thì em bán là 32 triệu đồng, 32 triệu. Tặng cho các bác một USB 32 GB, một đĩa CD, một dây quang, một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng ạ. Và các bác cứ tham khảo, tham khảo cái Google thì con SA14S1 này thì con này giá tại thị trường Việt Nam đang bán là đâu đó là từ 74 đến 75 triệu đồng. Nhưng hàng đó là hàng 230V, còn hàng bên em là hàng 100V hàng chuẩn Nhật nội địa. 32 triệu các bác nhé Giá cực kỳ tốt mà một số shop khác ở ở Hà Nội hoặc Sài Gòn thì họ bán là con này từ dao động là từ 34 đến 37 triệu nhưng con này bên em bán ra 32 triệu thôi bởi vì sao là hàng bên em nhập là không qua trung gian em nhập rẻ em bán rẻ và vẫn cái giá cực kỳ tốt để cho các bác chơi và tiếp đến nữa là một cái mô đen nữa là một cái mô đen SA8005 thì con này đợt này nó về nó cũng không có thùng nhưng mà được uh, sốt shop bên Nhật họ đóng vào cái thùng của con uh, Onkyo thùng này rất to và chắc chắn thế nên là uh, máy về trong tình trạng là đẹp và zin tuyệt đối nhé các bác nhé Marang SA 8005 thì cái mẫu này thì nó về nó có sách khiển và dây nguồn khiển zin của nó đúng mã là RC002 PMSA sách hướng dẫn đây ạ dây nguồn đây ạ và con Marang SA 8005 này thì hàng 230 Việt Nam, hàng 230V ở thị trường Việt Nam đang bán là 49 triệu 500 nghìn đồng. Nhưng con này giá bên em thì cũng cực kỳ tốt các bác nhé. Bên em bán ra có 18 triệu 500 nghìn đồng thôi. Giá chưa được một nửa so với hàng 230V. Rất đẹp ạ. À. Và con này thì nó có cái thông số kỹ thuật như sau. Điện 100V, 50 60 hẹc, 29W. Và con này được sản xuất vào năm 2016 số seri của nó là 2493 đường ra vào của nó thì cũng gồm có là một đường máy tính giải mã từ máy tính này laptop này một đường quang thì tivi một đường đồng trục đường digital out thì nó có một đường quang và một đường cosian và con này ra đường analog rắc hoa sen đỏ và trắng R là đỏ n là trắng Đây, chân rắc của nó rất xịn sò và cái mô đen 8005 này là cũng được sản xuất trực tiếp tại Nhật các bác nhé. Máy về rất đẹp ạ. Đẹp như mới luôn ạ à. Em quay lại một lần mặt mũi cho các bác xem ạ à. Về cái chức năng của hai con này Của con SA14S1 và con SA8005 Thì hai chức năng của hai con này y xì như nhau Đều đọc USB đều đọc ổ cứng Nhưng về cái hình thức Hình thức để trưng bày thì con 14S1 thì Nhìn nó đẹp và nó pro hơn Đấy Và hai bên góc bên này này Nó có hai cái đèn nét màu xanh Đấy Rất đẹp luôn ạ à. Con này thì nó, hai bên này nó không có đèn. Đấy và nó máy nó mỏng hơn này và máy được trang bị mặt màu bạc. Chức năng của con này thì cũng đọc đĩa CD, đọc tất cả các đĩa CD trên thị trường Việt Nam, đọc đĩa SACD và USB thì đọc được uh, ổ cứng từ 1T đổ xuống và có thể cái nổ USB này các bác có thể kết nối chức năng làm uh, chức năng iPod để kết nối với điện thoại iPhone, iPod, iPad qua dây sạc. Thì ngoài ra thì nó còn ba cái đường giải mã đằng sau. Nó là đường Cosian, đường Optica và đường USB DAC Đấy, Rất nhiều đường vào để cho các bác chơi Và con Marang SA 8005 này thì bên em bán giá cũng cực kỳ tốt Để cho các bác chơi là 18 triệu 500 nghìn đồng Cũng tặng cho các bác một USB 32GB, một đĩa CD, một dây quang, một dây AV Và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nối 1 đổi 1 Đấy thì có hai mẫu model hiện ra thì hiện tại thì shop em vẫn còn là một con LD8006 Đấy. Còn con SA8004 thì hôm nay cũng có một bác khách bác cái chốt rồi Đấy thì hiện tại thì những chiếc đầu MD của Sony thì bên em cũng còn rất nhiều Hay là những mẫu DAC như là Marang NA6006 full thùng xốp Con này đắt 2021 cực kỳ mới á. Và con này bên em bán là 15 triệu 500 nghìn đồng Hay con Marang NA8005 cũng full thùng xốp Con này đắt 2017 thì con này bên em bán là 16 triệu đồng Đấy. Đờ lông DCD 1500 RE full thùng xốp bên em bán là 17 triệu ạ. À. Đấy con CD kiêm giải mã cao cấp hay những mẫu MD của Soli như là JB920 hai con màu vàng thì là 5 triệu 7, GA3ES con này thì là 6 triệu. Còn con GA22 thì em cũng bán rồi, có khách cọc cũng cách đây phải nửa tháng rồi. Và con GA33ES thì con này là một trong những model cao cấp nhất của dòng MD Soli. Con này thì bên em bán là 15 triệu 500 Đấy, Giá cực kỳ tốt cho các bác chơi thì ngoài ra bên em còn có một chiếc đầu nữa là đầu Marang MCR612 Con này là con âm ni số all one thì là 15 triệu này Hai con tech UD301 thun full thùng xốp thì hai con này là 8 triệu 7 Đấy. Và hai bộ uh, Palasolic PMX900 và PMX150 Thì bộ PMX900 thì là 15 triệu, bộ PMX150 thì là 10 triệu 500 giá cũng cực kỳ tốt cho các bác ạ Đấy. Thì à, hiện tại thì em cũng đã báo giá hết cho các bác những chiếc đầu à, Giải mã đang có mặt tại shop em Thì à, các bác có nhu cầu liên hệ thì cứ liên hệ thẳng với em theo số điện thoại là 09667 23489 địa chỉ xem hàng bên em tại Cầu Phùng thị trấn Phùng huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Và một lần nữa thì em Dũng cũng xin à, chân thành cảm ơn các bác Chúc các bác có có ngày làm việc thật hiệu quả và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và em dũng xin chân thành cảm ơn ạ